Tất cả các bạn, nhóm Hai Lớn đã quay trở lại và hôm nay Hai Lớn muốn cập nhật nhanh tất cả các dòng xe Toyota Vios mà các bạn đang mong chờ đây. Toyota Vios luôn dẫn đầu phân khúc trong suốt nhiều tháng vừa qua và được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Đầu tiên Vios E có giá là 450 triệu, giá lăn bánh là 499 triệu, trả trước 149 triệu là có thể nhận xe. Thứ hai là Toyota Vios G, giá của nó là 550 triệu, song xuôi với tờ 610 triệu, trong trường hợp bạn mua trả góp 170 triệu. Thứ ba, phiên bản tầm trung Vios E số tự động có giá là 500 triệu, lăn bánh hết luôn là 555 triệu, đưa trước 155 triệu là mình mang xe về ngay. Lưu ý với các bạn, giá lăn bánh trên là theo khung biển số tỉnh và chưa có bảo hiểm. Tuy nhiên, để có giá tốt và chính xác, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp nhóm Thái Lớn. Lưu ý thứ hai rất quan trọng, số tiền trả trước bên trên theo tỷ lệ vay 80%. Trong trường hợp các bạn muốn số tiền trả trước ít hơn, các bạn vui lòng liên hệ thực tế. Bởi vì tỷ lệ vay 85%, 90% không phải hồ sơ nào cũng xử lý được. Tuy nhiên, Hải Lớn sẽ cố gắng hết sức để phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng. Xin vui lòng liên hệ nhóm Hải Lớn. Nhân tiện, tài chánh Toyota có chương trình khuyến mãi lãi suất 0.33% trong 6 tháng đầu. Hải Lớn muốn chia sẻ với các bạn những cái mốc lãi suất, những cái mốc các bạn phải trả hàng tháng để các bạn tiện tham khảo theo kế hoạch 3 năm, 5 năm và 8 năm như sau. Đối với Vios E số sàn vay 80% theo kế hoạch 3 năm, tháng đầu tiên là 10 triệu 9, sau đó giảm dần. 5 năm là 7 triệu, 8 năm là 4 triệu 8. Nếu chọn phiên bản G trả góp 80% theo kế hoạch 3 năm, số tiền trả tháng đầu tiên là 14 triệu, sau đó giảm dần. Nếu 5 năm thì là 8 triệu 7 và 8 năm thì chỉ có 6 triệu. Với phiên bản E số tự động, số tiền trả trong 3 năm, 5 năm, 8 năm lần lượt là 12 triệu, 7 triệu 9 và 5 triệu rưỡi. Và trong trường hợp bạn chọn gói vay 50-50, giả sử mua xe Vios vay 200 triệu, lãi suất 8,99% một năm, chốt lãi suất trong 1 năm cho các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ, sau 1 năm sử dụng xe, các bạn quay trở lại trả 200 triệu cộng với 18 triệu. Về thủ tục thì cực kỳ đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các bạn an tâm. Nếu như các bạn có nhu cầu mua xe, các bạn hãy quyết định một trong 3 dòng xe và liên hệ với nhóm Thái Lớn. Nếu bạn cần một chiếc xe cho cá nhân và gia đình, trong khi tài chính của mình cũng tương đối, hãy chọn Toyota Vios G bởi vì nó có đầy đủ đồ chơi, option, tiện nghi, phục vụ các bạn. Trong trường hợp các bạn là khách hàng ở tỉnh hay là kinh doanh dịch vụ hay là cảm giác của bạn thích cảm giác lái số sàn, hãy chọn Vios E số sàn. Trong trường hợp bạn thích lái số tự động nhưng mà bạn là người thực dụng, thích chi phí đầu tư vừa phải, hãy chọn Toyota Vios E số tự động. Toyota Vios giờ thiết kế đẹp, giá thì ngang với xe hàng, thậm chí là còn rẻ hơn một số dòng cùng phân khúc bơi mà là xe Nhật hiện nay. Bên cạnh đó, khi chọn Toyota Vios với gần 200.000 xe bán ra trong suốt thời gian có mặt tại thị trường Việt Nam, các bạn cũng biết giá trị cốt lõi của nó rồi, đó là độ bền, độ tiết kiệm nhiên liệu, đó là thương hiệu Toyota sẽ làm cho bạn an tâm và giúp cho bạn tiết kiệm chi phí sử dụng xe trong suốt thời gian bạn sở hữu nó. Và hiện nay cũng đã có chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn dành cho dòng xe Toyota Vios để tiếp tục giữ vững ngôi vương của nó trong nhiều tháng vừa rồi. Và đặc biệt có đội nhóm Hải Lớn chăm sóc các bạn tận răng luôn, bạn còn ngại ngùng gì nữa. Vài thông tin cập nhật giá cả dòng xe Toyota Vios cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ ủng hộ trực tiếp Thái Lớn và đội nhóm Thái Lớn để chúng em có tiếp tục có động lực làm clip và bán xe phục vụ các bạn tiếp. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua các dòng xe khác, xin các bạn hãy đón xem các clip tương tự phía sau. Cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã ủng hộ kênh Thái Lớn trong suốt thời gian vừa qua. Thái Lớn xin chào và hẹn gặp lại. Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm
thái lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom, các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm thái lớn mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái lớn xin cảm ơn.